làm giảm nếp nhăn ở vùng cổ mà không phải ai cũng biết. Dược sĩ Ngà rất là vui khi mà lại gặp chị em chúng ta ở trên cái video này. Như chị em chúng ta đã biết là ngoài mặt da thì vùng cổ nó sẽ kiện tuổi thật của chúng ta rất là rõ ràng. Khi mà 3 đến 40 tuổi thôi thì chúng ta cảm thấy cái vùng cổ nó rất là nhăn nheo và làm cho chúng ta già so với trước tuổi. Thì làm thế nào để chúng ta làm giảm nhăn ở vùng cổ đây? Thì dược sĩ Ngà trả lời là có cách nhé. Thường thường chị em chúng ta hay chăm sóc vùng mặt của mình thì nào thì là skin care đúng cách, nào là chúng ta sử dụng những cái bộ kem dưỡng đúng cách, nào thì thao tác tập thể dục những cái vùng mặt này đúng cách. Tuy nhiên mà chúng ta bỏ bẵng quên là cái vùng cổ lâu ngày này đi. Mà cái vùng cổ nó cũng là rất là quan trọng, nó hiện diện chúng ta ở bên ngoài, khiến cho chị em chúng ta rất là mất tự ti nếu cái vùng cổ nhăn nheo chảy xệ này thôi. Da mặt mà đẹp mà da cổ xấu thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể mà đẹp được đâu, đúng không ạ? Thì trong video ngày hôm nay, dược sĩ Ngà sẽ chỉ cho em chúng ta xóa bỏ cái thói quen là không chăm sóc da vùng cổ đi và làm thế nào để chăm sóc da vùng cổ đúng cách. Và dược sĩ Ngà tin chắc một điều rằng là các chị em thường thường là quên nó, đúng không ạ? Thì trong khi mà chúng ta xem video này thì chúng ta hãy nhớ đến nó và ghim trong đầu lại là ok, chăm sóc da vùng mặt kết hợp với chăm sóc da vùng cổ bằng những lưu ý sau đây. Thứ nhất là chúng ta khi mà rửa sạch, làm sạch skin care vùng mặt rồi thì chúng ta hãy rửa sạch vùng cổ. Và khi mà chúng ta làm cái bước là thoa nước toner cho vùng mặt rồi thì những lượng mà còn thừa cái bông tẩy trang thì chúng ta cũng sẽ lau xuống vùng cổ nhá. Lau vùng cổ sau khi bôi cái nước hoa hồng hoặc toner xong thì chúng ta bôi kem dưỡng. Thì khi mà chúng ta bôi kem dưỡng 5 điểm ở trên vùng mặt rồi thì làm ơn hãy bôi 3 điểm ở dưới vùng cổ cho dược sĩ Ngà. Sau đó thì chúng ta sẽ massage vuốt ngược lên, được chưa ạ? Thường thường là cái nếp nhăn nó sẽ chảy xuống mà, cái vùng cổ chúng ta sẽ có nếp nhăn ngang chảy xuống hoặc là rất là nhăn nheo, làm cho chúng ta rất là mất thẩm mỹ. Thì cái bài tập này sẽ giúp nếp nhăn của chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều. Và nhớ là chúng ta đẩy lên cái vùng mang tai của mình, một tay đẩy một tay kéo, được chưa? Rồi tương tự ở bên này cũng vậy, tay này chúng ta đẩy thì tay kia chúng ta kéo, được chưa? Thì nếu mà xem chúng ta khi mà chăm sóc mặt ấy thì chúng ta sẽ làm theo thế này, hoặc mỗi lần chúng ta bôi kem body ấy, hoặc là chúng ta có dầu dừa ở nhà mà bôi mũi đốt của trẻ con ấy, thì chúng ta hãy nhớ là thường xuyên chăm sóc cái vùng cổ của mình liên tục một ngày 2 lần, sáng và tối. Rồi đó là cái lưu ý mà dược sĩ Ngà chỉ cho chúng ta là trong lúc chăm sóc da mặt thì chúng ta sẽ chăm sóc vùng cổ luôn. Và cái điều thứ hai mà dược sĩ Ngà muốn nhắn nhủ ở đây chị em chúng ta là khi mà chúng ta bôi kem chống nắng để bảo vệ vùng mặt của chúng ta đỡ bị nám tàn nhang ấy, thì hãy bôi vùng cổ và nhớ đừng bao giờ quên nhé. Và lưu ý thứ ba mà không phải ai cũng biết ở đây, đó là khi mà chúng ta đi ngủ ấy, thì làm ơn chúng ta hãy gối cái gối đầu của ta thấp hơn so với bình thường, để làm sao cái bề mặt mặt thẳng của chúng ta nó sẽ nằm thẳng như này và nó không bị gằm cổ của ta. Nếu gối nó cao quá nó sẽ khiến cổ của ta gằm xuống và từ đó sẽ xuất hiện những nếp nhăn, và lâu ngày dần dần những nếp nhăn nó hằn rất là sâu, từ đấy nó làm cho mình rất là già. Rồi chúng ta chỉ cần áp dụng 3 cái mẹo bên trên thôi thì Ngà tin chắc rằng không những chị em ta có cái mặt đẹp mà còn có cái cổ đẹp, từ đó chúng ta nhìn sẽ trẻ hơn 5 đến 10 tuổi. Và đó là cái điều dược sĩ Ngà chắc chắn cho chị em.